Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng sửa chữa những chiếc xe đồ chơi lại với mình nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa chiếc xe này đầu tiên nha các bạn. Đây là chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe chở hàng các bạn ơi. Hôm nay mình có nhiệm vụ là sửa chữa lại những chiếc xe này. Sau đó chúng ta sẽ chơi bạn siêu nhân nha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh sau vô các bạn ơi. Lắp ráp bánh sau chiếc xe này vô nè. Rồi, xong rồi, mình đã lắp ráp xong được cái bánh sau rồi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh xe trước vô luôn nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục có nhiệm vụ là sửa chữa xe các bạn ơi. Sửa chữa những chiếc xe xong, chúng ta sẽ được chơi bạn siêu nhân. Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm thùng hàng các bạn ơi. Đây, thùng hàng của chúng ta đây. Đó, thùng hàng nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp cái thùng hàng này lên nha các bạn ơi. Thùng hàng này chúng ta sẽ lắp ráp bên này nè các bạn ơi. Đó, rồi, như vậy chúng ta đã lắp ráp thùng hàng xong các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ ra đây. Đó. Rồi, mình để xe hàng ở đây nha. Tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ lắp xe gì? Đây có chiếc xe này xe gì các bạn? Xe này xe container các bạn ơi. Đây là xe container chở theo những chiếc xe ô tô bị hư rồi. Bây giờ mình sẽ sửa chữa lại nha. Đây, xe ben bị hư đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp đây lại. Rồi, gắn đây vô các bạn ơi. Rồi, gắn đây nữa. Như vậy là chúng ta đã sửa chữa xong cái móc kéo các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái đầu container nha. Đầu container đây các bạn ơi. Nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp đầu container lại nha. Rồi, đầu container mình sẽ lắp ráp lại đây nè các bạn. Gắn cái móc kéo vô nha. Rồi xong các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được chiếc xe container chở theo những chiếc ô tô các bạn. Xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Chúng ta có thể nè nâng cái thang này lên nè các bạn. Nâng lên nè. Rồi hạ xuống nè. Rồi ra đây hạ xuống nè. Đó, hạ xuống các bạn. Wow, xe rất là hay luôn không các bạn. Rồi, cho xe dây đây luôn nha. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp ráp các bạn ơi. Ồ, đây cũng là một chiếc xe container chở theo những chiếc xe ô tô các bạn ơi. Xe này cũng đang bị hư. Bị hư cái gì đây? Bị thiếu cái chỗ bộ phận này nè các bạn. Đây các bạn ơi. Đây là cái bộ phận của xe nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha, mình sửa chữa lại. Đúng rồi, đây. Đó, rồi, như vậy là đúng rồi nè các bạn. Chúng ta sẽ cho xe chạy lên đây. Chạy lên đây nè các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắp cái này lại. Xe rất đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, gắp cái thang này lên luôn. Chiếc xe chúng ta rất là đẹp luôn không các bạn. Rồi, về chiếc xe chúng ta ở đây luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lắp ráp các bạn ơi. Bây giờ mình lắp xe gì đây? Đây có một cái đầu xe container nè các bạn ơi. Đầu xe container, bây giờ mình sẽ kiếm cái thùng container nha. Cái thùng container này các bạn ơi. Nhưng cái thùng container này chúng ta không có bánh xe các bạn ơi. Thì làm sao mà sử dụng được? Bây giờ mình sẽ kiếm bánh xe để lắp ráp vô nha. đúng rồi đây nè các bạn ơi. Đây là bánh xe nè các bạn ơi. Đó, bánh xe đây. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Bây giờ mình sẽ lắp ráp. Đây, lắp ráp này vô các bạn. Mình sẽ lắp ráp vô nè. Rồi, các bạn ơi. Một chiếc xe container siêu dài luôn các bạn thấy không? Siêu dài luôn. Wow. Rất là dài luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp thùng hàng vô các bạn. Thùng hàng chúng ta lắp ráp vô rồi. Như vậy là chúng ta lắp ráp xong được chiếc xe container các bạn. Rồi, yeah, xe container luôn. Rồi, xe container sẽ đậu đây. Nãy giờ chúng ta đã lắp ráp được 3 chiếc xe container và một chiếc xe chở hàng. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục lắp ráp xe gì các bạn? Ở đây còn một cái đầu container nữa các bạn ơi. Vậy bây giờ mình sẽ kiếm một chiếc xe container nữa nha. Đây. Đây nè các bạn ơi. Đây là cái móc kéo nè các bạn. Móc kéo xe này. Bây giờ mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được chiếc xe container chở theo những chiếc xe ô tô đó các bạn. Đây nè, chúng ta có thể hạ xuống nè các bạn. Hạ xuống, nâng lên nè các bạn. Nâng lên, hạ xuống nè. Rồi, gài cái này lên nữa nè các bạn. Xe rất là hay luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe dê vô đây. Tiếp theo các bạn ơi, mình sẽ lắp ráp chiếc xe gì nữa đây? Ở đây có cái này, cái gì đây các bạn? Cái này là cái gì đây? Vậy là thiếu cái đầu xe các bạn ơi, thiếu cái cabin. Đây, cabin đây các bạn ơi. Cabin đây. Đây là một đầu xe container nữa các bạn ơi. Wow, rất là nhiều xe container cần chúng ta phải sửa chữa luôn. Rồi, mình sẽ lắp ráp vô nha. Rồi, mình đã lắp ráp cái cabin vô được rồi nè các bạn ơi. Wow, xong rồi các bạn ơi. Đây là một đầu xe container nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe chạy qua đây. Tiếp tục các bạn ơi. Đây là xe gì đây các bạn? Đây là xe gì đây? Bây giờ mình sẽ kiếm bánh xe mình lắp ráp vô nha các bạn. Rồi, bánh xe. Đây, mình sẽ lấy 4 cái bánh xe các bạn ơi. 4 cái bánh xe nha, mình sẽ lắp ráp vô. Hôm nay chúng ta lại có nhiệm vụ là sửa chữa những chiếc xe. Ngày nào chúng ta cũng sửa chữa xe. Nhìn chiếc xe nào là chúng ta sẽ biết chiếc xe đó luôn. Đúng không các bạn? Rồi, lắp ráp vô nào. Một cái bánh xe các bạn ơi. Rồi, tiếp tục các bạn ơi. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp ráp bên đây nữa. Rồi, xong. Như vậy là mình đã lắp ráp xong được 4 bánh xe rồi. Bây giờ để mình xem coi xe này là xe gì đây. Đây là xe bồn chở nước các bạn ơi. Nè, đây cái bồn chở nước nè các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái bồn chở nước vô nha.
Rồi, chiếc xe bồn chở nước chúng ta rất là đẹp luôn đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe bồn chở nước chạy vô đây. Rồi, xe bồn chở nước sẽ ở đó nha. Tiếp theo các bạn ơi, ở đây chúng ta có một cái này là cái gì các bạn? Cái ben này ben chở đất đá cát nè các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm xe ben nha. Xe ben. Ồ, đây xe ben này các bạn ơi. Đây có một chiếc xe ben ha. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp cái thùng ben vô nha các bạn. Lắp ráp thùng ben vô nào. Rồi các bạn ơi, mình đã lắp ráp thùng ben xong rồi các bạn. Hay không các bạn? Xe rất là đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ xe ben ở đây luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp tiếp chiếc xe nào các bạn ơi? Đây, ở đây có một cái cabin nè các bạn. Có một cái cabin. Rồi ở đây có một cái thân xe. Bây giờ mình sẽ lắp ráp cái cabin vô cái thân xe này thử coi được nha các bạn. Rồi lắp vô nào. Phía trước này có ghế ngồi nè các bạn thấy không? Ở này là có vô lăng nè. Lắp ráp vô các bạn. Rồi lắp ráp vô. Lắp ráp vô thử coi được nha các bạn. Ồ, được các bạn ơi, được nha. Được nha. Đó, được. Đâu, để mình lắp bên này coi được không? Bên này coi vô nha các bạn. Rồi, bên này vô luôn các bạn ơi. Vậy là cái cabin này là của chiếc xe này là các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp 4 bánh xe vô nha. Rồi, 4 bánh xe. 1 bánh xe nè. 2 bánh xe nè. 3 bánh xe nè. 4 bánh xe nè các bạn ơi. Rồi, lắp 4 bánh xe vô cho chiếc xe này nha. Rồi, mình sẽ lắp bánh sau vô trước nha các bạn. Rồi, bây giờ sẽ lắp bên này luôn các bạn ơi. Lắp bánh bên này nữa. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ lắp bánh trước vô nha. Bánh trước đây các bạn ơi. Rồi, lắp bên này nữa các bạn ơi. Như vậy xe chúng ta đã đủ 4 bánh xe các bạn ơi. Rất là đẹp luôn đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái thùng ben nha các bạn. Đây là xe ben các bạn ơi. Đây thùng ben đây các bạn ơi. Cái thùng ben của chiếc xe nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp cái thùng ben vô luôn nha. Rồi, lắp đây. Rồi, mình đã lắp ráp xong cái thùng ben luôn các bạn ơi. Chiếc xe ben chúng ta nhìn rất là đẹp luôn nè. Ben rất là cao luôn các bạn ơi. Hay quá, xe rất là đẹp các bạn ơi. Các bạn thấy xe đẹp không? Rồi chạy xe lấy luôn. Tiếp tục các bạn ơi. Đây là một chiếc xe chở bê tông nè các bạn ơi. Cái bồn chở bê tông này vừa các bạn. Không vừa các bạn ơi. Cái bồn chở bê tông quá bự luôn. Bây giờ chúng ta cần phải tìm cái bồn chở bê tông khác. Cái bồn chở bê tông này nè các bạn. Bồn chở bê tông này nhỏ hơn nè. Hai cái bồn chở bê tông này thì bồn này nhỏ hơn, chỉ dùng cho xe nhỏ nha. Rồi mình sẽ lắp ráp vô cho chiếc xe nhỏ nha các bạn. Lắp vô nào. Rồi gắn bên này nữa các bạn ơi. Xong rồi. Như vậy là mình đã sửa chữa xong chiếc xe chở bê tông các bạn. Xe chở bê tông nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Rồi, chạy xe chở bê tông đây luôn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ kiếm cái xe chở bê tông nha. Xe chở bê tông đây các bạn ơi. Đây xe chở bê tông nè. Rồi mình sẽ lắp ráp xe chở bê tông vô luôn. Xe chở bê tông của chúng ta rất là bự luôn không các bạn. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Xoay nè. Rất đẹp luôn. Trong này có anh lơ xe nè. Bên này thì có anh tài xế nè các bạn. Xe chở bê tông nha. Rồi để xe chở bê tông đây. Tiếp theo các bạn ơi. Đây có một chiếc máy bay. Chiếc máy bay này rất đẹp các bạn ơi. Nhưng mà chiếc máy bay này đang thiếu bánh xe các bạn ơi. Đang thiếu một cái bánh xe nè. Với lại bánh trước nữa. Đây bánh xe nè các bạn. Bánh xe nữa đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ chữa lại cái chiếc máy bay này nha. Rồi lắp ráp vô các bạn ơi. Mình đã lắp ráp xong được hai cái bánh xe rồi. Bây giờ còn bánh xe trước. Mình sẽ lắp ráp bánh xe trước luôn nha. Rồi bánh xe trước đây nè các bạn. Đây là bánh xe này để chúng ta khi mà đáp xuống đó các bạn, hoặc là chạy lấy chớn nè các bạn. Máy bay chúng ta sẽ chạy in xong rồi bay lên rồi xong rồi sẽ thu mấy cái bánh này lại nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Rồi đây là một chiếc xe siêu to khổng lồ các bạn ơi. Nhìn như là robot vậy không các bạn. Rất là bự luôn. Rồi đây nè các bạn. Rồi cái thân xe nè. Bây giờ mình sẽ lắp ráp chiếc xe này lại cho các bạn cùng xem nha. Cái này bây giờ mình sẽ lắp ráp cái cabin lại các bạn. Rồi cabin lắp vô. Lắp cái cabin siêu to khổng lồ các bạn ơi. Cái cabin siêu to khổng lồ luôn. Rồi gắn vô. Rồi xong các bạn ơi. Mình đã lắp ráp xong được cái cabin rồi các bạn. Bây giờ xe này còn thiếu bánh xe các bạn. Bánh xe đây. Bánh xe siêu to siêu bự nè các bạn ơi. Bánh xe rất là bự luôn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp 4 bánh xe vô nha các bạn. 4 bánh xe mình lắp vô. Rồi đây. Rồi một bánh này các bạn. Và bên này nữa các bạn ơi. Bên này nữa nha. Rồi, lắp bánh bên này luôn các bạn ơi. Bánh bự quá các bạn ơi. Xe này bánh bự quá. Rồi xong các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lắp ráp bánh sau vô nha các bạn. Xe bánh bự quá, xe này siêu to siêu khổng lồ các bạn ơi. Rồi còn bên này bánh rồi các bạn. Rồi lắp vô luôn nha. Rồi các bạn ơi, mình đã lắp ráp xong được 4 bánh xe nè. Xe siêu to siêu bự luôn. Rồi còn đây, đây là cái gầu múc cát siêu to siêu bự luôn các bạn ơi. Cái gầu múc cát siêu to siêu bự luôn nè. Bự các bạn. Rất là bự luôn. Siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ráp cái bệ múc cát này vô luôn nha các bạn. Rồi hút vô đây, gấp vô đây nè các bạn ơi. Lắp vô. Chờ mình tí nha. Rồi ok các bạn ơi. Xe rất là bự luôn các bạn ơi. Wow xe bự quá. Các bạn thấy bự không? Xe rất là bự luôn đúng không? Wow bự quá. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình đã hoàn thành xong và sửa chữa xong những chiếc xe này rất là đẹp luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chơi bạn robot này nha các bạn. Đây là một bạn siêu nhân các bạn ơi.
Siêu nhân đẹp chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ mở bảng siêu nhân này ra cho bạn cùng xem nha. Wow, bóc ra nào. Cái này nè bạn ơi. Mở ra nha. Đây là bảng siêu nhân gì đây? Wow, bảng siêu nhân này có nhiều thứ quá các bạn ơi. Wow, nhiều thứ à. Này là gì đây? Cái này là cái gì? Bạn này bạn rùa các bạn ơi. Bạn này bạn rùa nè phải không? Đây bạn rùa nha, bạn rùa này gắn ở đâu đây các bạn? Có thể tháo lắp được không? À xoay xoay đây hả? À xoay đây. Ồ mở ra đây trước là được luôn các bạn ơi. Ồ mở đằng trước được luôn nè. Ồ mở được không? Ồ không được. Rồi bây giờ mình để mình coi coi. Ồ đây, đây là gì đây? Ồ cái bạn này nhìn phức tạp quá các bạn ơi. Đây có kiếm gì nữa đây nè. Kiếm nè. Ồ mở cái này ra coi. À cái cánh tay. Rồi mình lắp cánh tay lại. Cánh tay bạn này lắp lại là hình cái gì đây? Ồ một chiếc xe các bạn ơi. Bạn này lắp lại là một chiếc xe. Nhưng mà lắp cái này lại sao đây các bạn? À đây đúng rồi, đây rồi, lắp vô. Các bạn ơi, wow, một bảng xe đua các bạn ơi. Một bảng xe đua nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lắp mở bảng này coi. Bạn này, bạn cánh tay bên này. Cánh tay bên này cũng là một cái xe đua các bạn ơi. Phải không? Phải xe đua không? Ồ không phải. Bạn này là bạn gì á? Bạn này nhìn ngộ quá các bạn ơi. Bạn này ngộ quá. Ngộ quá. Mình chưa thấy bao giờ hết. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Rồi bạn này mình gỡ đây. Đâu đây, đầu sư tử nè các bạn. Đầu sư tử nè. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái chân ra nha. Cái chân này là gì đây? Cái chân này gấp lại các bạn ơi. Gấp lại coi. Gấp cái chân này lại. Cái chân này gấp lại sao các bạn? Cái chân này gấp lại cứng cứng các bạn ơi. Có gãy không? Có bể không? Không biết có gãy có bể không. Chắc mình không dám gấp đâu. Rồi mình để đây đi. Còn đây, có mở được các bạn. Đây, gỡ được nè. Rất là nhiều chi tiết luôn. Khó mà. Bạn siêu nhân này khó lắm các bạn ơi. Rồi gỡ chân này ra luôn. Cái chân này lắp lại. Cái này là cái gì đây? Cái này là tàu vũ trụ cái gì các bạn ơi. Tàu ngầm cái gì đây nè. Nè cái chân bạn này gấp lại được nè. Còn cái chân bạn này gấp lại. Gấp lại được nhưng mà nó hơi cứng các bạn ơi. Gấp lại được nè. Gấp lại được nha. Rồi tiếp theo các bạn ơi. Đây. Đây là bạn gì đây? Còn bạn là sư tử này. Đây gỡ cái đầu ra các bạn ơi. Cái đầu bạn sư tử nè. Cái đầu bạn sư tử. Còn đây cái đầu của siêu nhân nè các bạn ơi. Cái bạn siêu nhân này lắp ráp khó quá các bạn ơi, nhìn chi tiết rất là phức tạp luôn á nha. Cái bạn siêu nhân chúng ta tháo ra được rất là nhiều chi tiết luôn nè các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ trời cũng đã trưa các bạn, mình phải về nhà học bài ăn cơm và làm bài tập nữa. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo, mình sẽ chơi những món đồ chơi khác cho bạn cùng xem nha. Bye bye.